rồi, dinh nó lì lắm nha anh em. Nó yếu lắm, nó bị trượt trượt, nó kêu ép ép dần ra gấp lên đó. Cái bà đặc trưng nó vậy. Đây chiếc Biago Mesley 125 mà. Cái nồi thì mở ra ha. Cái nồi nó không có quay được như video giá đắt nha anh em. Thì nó cũng tương tự vậy đó. Thì nồi zin đó thì nó chạy lên tới mấy này thôi. Nó ở đây là đứng rồi. Mình làm nồi xong nó mới chạy ra. Giống như mấy cái video giá đắt mình hay làm á. Zin đó thì nó yếu lắm, cái xe này là zin nó lì lắm. Bố zin đó là không có chạy được. Mình khẳng định luôn, bố zin vô Vespa là không chạy được. Mình phải làm thôi, là bố là của mình hết. Đó là... Đây đây anh em. Đấy, mình làm xong á, mình sẽ quay cho anh em coi. Đi test cái độ bốc nó khác biệt hơn. Cái ổ nó tì nữa, nó 300 thôi mà. Đây là chiếc Mesley nó thay luôn cái lọc gió đồ chơi. Màu hay chế, mình lấy cái lọc gió đắc ý á, mình cắt cái khung này qua đây. Tại vì do là nó lọc gió đồ chơi nó chưa có làm cho chiếc Mesley nha. Mesley này, cái này nó nhỏ xíu à. Chế rồi, ý rồi, không bao giờ bật lên, không bao giờ ngon nha. À, để mình làm xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là cái mì nó là Liberty luôn. Đây chiếc Biago Mesley sau khi mình làm nồi lại xong thay luôn cái lọc gió được chơi. Cái này mình chế cái lọc gió này nó ít qua nha anh em. Mình lấy nguyên cái tấm gió này qua. Chế qua đây ha. Gió nó nhiều không? Nó nhẹ bốc không? Mình phay anh bay vẽ độ vớt rồi theo bài mình hết nha. Xe này 125 nha anh em, chuông bố mình làm lại hết nè. Bố zin đó là không có chạy được nha, mình phải làm lại. Nếu mình mài cái đĩa là cái đĩa này nó bị sọc á, chạy nó cứ cò đĩa rồi mình mài bắt đĩa cho nó ngon rồi. Rồi bây giờ mình bắt vô rồi mình sẽ test lên anh em coi. Thường cái nồi zin đó thì nó lên tới mấy này thôi, mình làm nồi xong nó mở lên. Đây do xe này nó không có quay được, mình làm cũng giống như thắt ý thắt 300 Vario vậy đó, rất là nhẹ, chạy giọt lên kia để mình tập cho mình test cho anh em coi. Với lọc gió nó chạy mạnh hơn 150 zin nha anh em. Bao anh em chạy nha. Rất là nhẹ luôn. Không yêu cầu lên ngoài mình.
phải tiếp tục công việc cùng anh em nha. Rắc 300 đủ đời luôn, 5 chiếc ngoài, chiếc bên nhà. Đó, radio rất ý, mới tiêm vaccine xong rồi, mới tiêm vaccine xong về làm việc bình thường nha anh em, không có triệu chứng gì hết, ok lắm. Ba trăm giữa tiêm vaccine xong rồi nó cho cái tờ giấy này, tờ giấy này là để có triệu chứng gì là điện thoại cho trung tâm y tế này. Mình chích xong được mấy tiếng rồi, thấy bình thường, không có triệu chứng gì hết. Tầm đủ đời luôn. Sẽ làm từng xe nha.